Đây là chúng tôi đang có ở trung tâm mua sắm miễn thuế nằm dưới tầng hầm của Nagawa. Khu vực trung tâm này cũng mới vừa được đưa vào hoạt động thời gian gần đây. Mình cùng với để khám phá xem Campuchia có những cái trung tâm mua sắm như thế nào.